Chào các anh chị, cảm ơn các anh chị đã tiếp tục theo dõi kênh Immigration Advice. Thì em là Hương Đặng, đây là kênh chia sẻ thông tin độc lập, khách quan và hoàn toàn miễn phí. Ở video này thì Hương muốn chia sẻ đến các anh chị về hệ thống giáo dục cũng như là y tế ở Ireland. Thì Hương đã có một video chia sẻ về chương trình định cư IIP của Ireland, các anh chị có thể theo dõi qua link đính kèm ở phần mô tả. Ireland là một quốc gia thuộc khối Liên minh châu Âu EU, đồng thời là quốc gia duy nhất còn sót lại sau khi Vương quốc Anh Brexit rời khỏi EU vẫn cho phép người dân Ireland được sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Anh theo hiệp định CTA Common Travel Area với Vương quốc Anh. Thì Ireland sử dụng tiếng Anh là quốc ngữ, chính vì vậy mà tiếng Anh cũng được sử dụng trong hệ thống giáo dục giảng dạy ở tại Ireland. Độ tuổi bắt buộc trẻ em đến trường ở Ireland là từ 6 đến 16 tuổi. Tuy nhiên là trẻ em ở Ireland thường bắt đầu đến lớp từ 4 đến 5 tuổi với các cấp bậc học được chia ra như sau. Thứ nhất đó là tiểu học thì được chia ra thành 3 cấp độ là Junior Infant là từ 4 đến 5 tuổi và Senior Infant là từ 5 đến 6 tuổi và từ lớp 1 đến lớp 6. Bậc trung học thì bao gồm có 3 năm trung học cơ sở và 2 hoặc là 3 năm trung học phổ thông. Thì tùy theo lựa chọn của các em học sinh sau khi mà học xong trung học cơ sở có muốn học một năm chuyển tiếp hay không. Năm học chuyển tiếp thì không có bao gồm trong chương trình học chính thức. Tuy nhiên, nhằm mục đích là tạo điều kiện cho các em phát triển thêm kiến thức cũng như là những kỹ năng khác, bao gồm cả kinh nghiệm tham gia làm việc. Chương trình học truyền thống có tên gọi là Living Certificate Established thì có thời gian học kéo dài là 2 năm, nhằm mục đích là bên cạnh việc phát triển những kiến thức tổng quát cho các em thì song song đó là phát triển những kiến thức về chuyên môn. Sau 2 năm học này thì các em sẽ trải qua một kỳ thi năng lực bao gồm cả thi nghe, nói và thực hành. Kết quả của kỳ thi này thì sẽ được sử dụng để xét tuyển vào các bậc học cao hơn. Thì giáo dục bậc cao ở Ireland, tức là đại học, cao đẳng, vân vân, thì hệ thống các trường đại học cao đẳng ở Ireland khá là đa dạng và đây cũng là một điểm đến được nhiều học sinh Việt Nam lựa chọn bên cạnh Vương quốc Anh. Thời gian nhập học ở Ireland thì năm học bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào tuần đầu của tháng 6 đối với học sinh tiểu học và tuần cuối của tháng 6 đối với học sinh trung học. Học phí ở Ireland tại các trường công là hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên là phụ huynh có thể sẽ phải chuẩn bị những chi phí về đồng phục, sách giáo khoa. Thì chi phí này thường sẽ rơi vào khoảng tầm 1.300 euro một năm đối với học sinh tiểu học và khoảng 2.000 euro một năm đối với học sinh trung học. Ngoài ra, nếu như phụ huynh lựa chọn những hệ thống trường tư thục thì học phí có thể dao động từ khoảng 6.000 cho đến 12.000 euro một năm tùy vào lớp học và trường. Nếu như các anh chị quyết định cho con nhập học ở trường công tại Ireland thì quy trình nhập học như sau. Đầu tiên là các anh chị cần phải lựa chọn trường thuộc khu vực và các anh chị cư trú. Sau đó các anh chị sẽ liên hệ với trường xem có còn chỗ trống hay là không. Tiếp theo thì các anh chị sẽ sắp xếp lịch để đến tham quan, khảo sát trường. Sau đó thì các anh chị sẽ tiến hành nộp hồ sơ xin nhập học vào trường. Thì thường các anh chị sẽ có những giấy tờ như là giấy khai sinh, học bạ dịch thuật, bằng chứng chứng minh cư trú, v.v. Tiếp theo thì trong vòng 21 ngày nhà trường sẽ có phản hồi lại là nhận bé vào học. Tiếp theo nữa thì các anh chị có thể sẽ cần phải nộp một số giấy tờ bổ sung, ví dụ như là các kết quả học tập để nhà trường có thể sắp xếp lớp học phù hợp cho các bé. Hệ thống y tế ở Ireland thì bao gồm có dịch vụ y tế công và dịch vụ y tế tư nhân với 48 bệnh viện công trải dài trên khắp cả nước và 19 bệnh viện tư nhân. Thì ngân sách mà chính phủ chi tiêu cho y tế năm 2021 lên đến 21 tỷ euro. Bảo hiểm y tế ở Ireland là bắt buộc cho toàn bộ người dân Ireland. Dịch vụ y tế công thì đa phần là miễn phí, người dân chỉ phải chi trả một phần chi phí nhỏ, ví dụ như là thăm khám tại khoa cấp cứu mà không có giấy giới thiệu. Về bảo hiểm y tế thì tùy thuộc vào bảo hiểm y tế tư hay là bảo hiểm y tế công thì sẽ có mức chi phí dao động từ 300 đến 1.500 euro một năm. Ireland thì có thể là một cái tên còn xa lạ đối với người Việt Nam khi tìm hiểu về định cư. Tuy nhiên, đối với du học sinh thì đây là một cái tên quen thuộc bên cạnh Vương quốc Anh rồi. Vậy thì vì sao những năm gần đây thì Ireland lại là một chương trình rất là hấp dẫn, nhất là đối với những cá nhân có khối tài sản lớn, high net worth individuals?
Thì thứ nhất là bởi vì Ireland vừa thuộc khối liên minh châu Âu, EU, nhưng lại vừa là đất nước duy nhất còn lại sau khi mà Anh rời khỏi EU có thể sinh sống, học tập và làm việc tại Anh. Thứ hai là Ireland là quốc gia sử dụng tiếng Anh là quốc ngữ, cho nên việc giáo dục cho con cái thì cũng rất là thuận lợi cho các anh chị nhà đầu tư. Và tiếp theo nữa là quy định về chương trình IIP của Ireland rất là rõ ràng là khi mà đầu tư thì các nhà đầu tư không có yêu cầu phải lưu trú ở tại Ireland, bởi vì chính phủ hiểu là các nhà đầu tư vẫn còn công việc kinh doanh ở tại những nước khác nữa. Cho nên là nhà đầu tư Ireland chỉ phải đến Ireland một lần trên một năm mà thôi. Và cuối cùng đó là Ireland là một đất nước đang trên đà phát triển mạnh về kinh tế ở tại châu Âu và hướng đến trở thành thung lũng Silicon ở châu Âu, phát triển mạnh về công nghệ. Chính vì vậy mà khi mà sinh viên ra trường thì sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn. Để được tư vấn cụ thể hơn cho trường hợp gia đình mình thì các anh chị vui lòng liên hệ với Hương qua thông tin số điện thoại sau, có sử dụng Zalo và Viber. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.